Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin học cơ bản. Và trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng hàm điều kiện để thực hiện các cái lệnh ở trong Excel. Và như các bạn đã thấy ở trên màn hình ấy, thì hiện tại là mình có một cái bảng điểm của 36 học sinh vừa thi xong học kỳ toán văn Anh, đúng không? Và nhiệm vụ của mình bây giờ thì sẽ điền vào cái cột kết quả. Nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 5 thì điền là đạt, và ngược lại, tức là nếu mà điểm trung bình bé thua 5 thì mình sẽ phải điền là trượt. Ở đây các bạn, các bạn có thể có một cách rất là thủ công, đó chính là các bạn xem điểm trung bình, ví dụ như 8,9 thì các bạn điền là đạt, đúng không? Nhưng mà hoặc là các bạn 4,2 này các bạn điền là trượt này. Nhưng mà như vậy thì không qua học mà lâu, đúng không? Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái hàm if, tức là hàm các câu lệnh điều kiện để điền vào một cái mục kết quả này. Đấy, thì đầu tiên đấy, chúng ta ôn lại cái công thức của hàm if một tí. Đấy chính là hàm if đúng không? Là điều kiện này. Sau đó các bạn mở ngoặc này. Đấy, thì là điều kiện. Điều kiện đúng không? Sau đó là kết quả. Nếu điều kiện đúng. Và sau đấy thì kết quả. Nếu điều kiện sai, đúng không? Đấy. Thì công thức chung của cái hàm if là như vậy. Thì với cái công thức như vậy ấy, thì chúng ta ứng dụng ngay vào cái kết quả này, thì chúng ta sẽ có này. Bằng này, if này, đúng không? Mở ngoặc này. Điều kiện tức là cái ưu điểm trung bình này này phải lớn hơn bằng 5. Điểm trung bình tức là điểm H3, đúng không? Đấy, thì lớn hơn hoặc bằng 5, đúng không? Đấy, thì mình phải gửi và kết quả trả về sẽ là gì? Sẽ là đạt. Ui. Và tiếp theo, nếu điều kiện sai thì trả về sẽ là gì? Sẽ là trượt. Và mình sẽ enter. Thì như vậy mình sẽ thấy ngay rồi, đó chính là cái bàn Lê Thị Hà như này đạt điểm trung bình 8,9. Như vậy thì giỏi rồi, đúng không? Nhưng phải đạt. Và bây giờ mình cũng chỉ cần là để đặt con chuột vào đây và mình kéo xuống cho hết 36 bàn này. Thì ở đây mình sẽ thấy này, ví dụ như bàn Đoàn Danh Phong, đúng không? Thì ở đây 4,2 là trượt này. Còn Đoàn Lê Bảo Ngọc 4,9 cũng là trượt, đúng không? Còn toàn bộ những cái bàn mà từ 5 điểm trở lên thì đã có kết quả là đạt. Còn hai bàn này thì có kết quả là trượt, thì hàm đã trả về chúng ta là tự trượt, đúng không? Thì ở đấy mình chỉ giải thích một chút về cái công thức này của bạn này. Đầu tiên đấy, chúng ta sử dụng hàm if và điều kiện, đúng không? Ta nếu cái điều kiện ra và sau đấy thì phẩy và cái kết quả nếu cái điều kiện đúng, và sau đấy thì phẩy và kết quả nếu điều kiện sai, thì giống như cái cột này, đúng không? Nếu mà điểm trung bình lớn hơn bằng 5 thì là trả kết quả sẽ là trừ đạt. Còn nếu mà ngược lại, tức là bé thua 5 đấy, thì là sẽ trả về trượt. Và hy vọng là qua một cái công thức, một cái ví dụ về hàm if như vậy, thì sẽ giúp các bạn hiểu hơn về hàm if và có thể giúp các bạn sử dụng hàm if nhân duyệt ở trong tương lai. Hy vọng là video có ích đối với tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo. Các bạn đừng quên like và chia sẻ video giúp mình nhé. Bye bye.